Huỳnh Như Sâu Kim làm khổ đối thủ trong chiến thắng 3-0 của nữ Việt Nam. Dù chưa thể thích nghi với thời tiết nắng nóng tại Campuchia, Huỳnh Như vẫn có màn trình diễn tương đối tốt trong chiến thắng 3-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia ngày ra quân SEA Games 32. Thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 3-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia, Huỳnh Như đã để lại màn trình diễn tốt dù chưa thể thích nghi được với thời tiết nắng nóng tại Campuchia. Xuất hiện trong đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như là ngôi sao duy nhất trên sân đang thi đấu cho một đội bóng châu Âu, mọi sự chú ý đổ dồn về đôi chân của số 9 trong trận đấu với Malaysia. Tinh thần máu lửa, luôn thi đấu hết mình là điều mà Huỳnh Như thường thể hiện trên sân đấu. Nhận biết được mối nguy hiểm từ tiền đạo của tuyển Việt Nam, các cầu thủ Malaysia luôn bố trí người theo sát và sẵn sàng phạm lỗi với Huỳnh Như. Một pha đưa bóng xỏ háng tinh tế của Huỳnh Như với cầu thủ Malaysia. Tinh thần của một đội trưởng được thể hiện rõ trên sân khi Huỳnh Như nhắc nhở đồng đội thi đấu tập trung, tránh để ra các đường chuyền sai sót tạo cơ hội cho đội bạn tấn công. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam nhanh chóng có được hai bàn thắng của Hải Yến và Bích Thùy, trong đó Huỳnh Như có một pha kiến tạo trong bàn thắng thứ hai của Bích Thùy. Huỳnh Như cùng nhiệt trong pha ăn mừng bàn thắng của Bích Thùy khi cô có công đưa ra pha kiến tạo để số 15 dứt điểm thành bàn. Phút 35, Huỳnh Như có pha tạt bóng khiến bóng đập vào cầu thủ đội bạn bay thẳng vào lưới, bàn thắng được tính cho đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam. Và nếu may mắn hơn, tiền đạo quê Trà Vinh đã có pha lập công sau một tình huống đối mặt với thủ môn đội bạn, tuy nhiên cầu thủ này đã lỡ một nhịp trước khi để thủ môn Malaysia bắt được bóng. Huỳnh Như trong một tình huống nằm sân do chuột rút và được đồng đội hỗ trợ. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, Huỳnh Như đang chơi ở châu Âu khá mát còn về đây thì nắng nóng. Toàn đội đều bị ảnh hưởng như vậy và chưa có nhiều thời gian làm quen. Hy vọng ở trận tới tất cả sẽ chơi tốt hơn. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào ngày 6 tháng 5, sau đó đối đầu Philippines vào ngày 9 tháng 5.